Bác sĩ Nguyễn Quang Nghĩa, trưởng tu trực khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong đêm giao thừa, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân Phạm Thành Việt quê Lâm Đồng nhập viện cấp cứu trong một tai nạn hết sức khi hữu. Anh này cho biết khoảng 19 giờ thấy con trai cùng các cháu cọ que diêm chế pháo đốt chơi, anh lại can ngăn rồi dọn lại đóng diêm vụn. Tuy nhiên trong lúc dọn dẹp, đóng diêm bất ngờ phát nổ bắn vào mắt gây bỏng ở vùng mắt trái. Ngay sau đó bệnh nhân đến bệnh viện huyện cấp cứu nhưng lại được các bác sĩ tại đây khuyên chuyển đến tuyến trên điều trị. Nạn nhân bị viêm kết mạc mắt trái nhưng không nặng được điều trị bằng cách rửa vết thương và dùng thuốc dự kiến bệnh nhân sẽ được cho xuất viện trong đêm sau khi ăn tết xong bệnh nhân sẽ được tái khám để kiểm tra thêm lần nữa.